Chiều ngày 1 tháng 5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, là 138 người chết, 285 người bị thương. Trong đó, đường thủy xảy ra một vụ tai nạn là một người chết. Còn lại, các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên tuyến đường bộ. Cũng trong 5 ngày, trên tuyến đường bộ, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 77.431 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 170 tỷ 122 triệu đồng, tạm giữ 1.163 xe ô tô, 28.015 xe mô tô và 561 phương tiện khác, tước 14.987 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn là 21.369 trường hợp. Tuyến đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 696 trường hợp vi phạm, phạt tiền 728 triệu đồng. Còn trên tuyến đường sắt đã kiểm tra, phát hiện xử lý 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 11 triệu đồng, tước 2 giấy phép lái xe.